Xin chào tất cả các bạn. BIDV xin giới thiệu các thao tác và quy trình sẽ thực hiện trên website của Tổng cục Hải quan để nộp thuế hải quan điện tử. Qua những hình ảnh trực quan trong đoạn clip này, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7 được thuận lợi. Đây là màn hình giao diện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 của cơ quan hải quan. Trên thực tế, người sử dụng sẽ đăng nhập vào đường link chính thức được Tổng cục Hải quan cung cấp. Doanh nghiệp nhập user mật khẩu đăng nhập đây là bộ user mật khẩu đã được Tổng cục Hải quan cấp cho doanh nghiệp khi đăng ký kê khai thông tin từ khai hải quan điện tử. Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể chủ động tạo mới bộ user mật khẩu cho người dùng tại doanh nghiệp bằng user admin. Ngay trên giao diện này, Tổng cục Hải quan cũng hỗ trợ chức năng tải plugin để hỗ trợ việc ký số cũng như cho phép tải tài liệu hướng dẫn sử dụng để tham khảo. Click đăng nhập để login vào trang chủ của chương trình. Ở đây gồm có các menu, Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ là menu để hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký dịch vụ. Nhập giấy nộp tiền, nộp thuế, phí, lệ phí là menu để doanh nghiệp thao tác nộp thuế, lệ phí. Cùng có các menu nhỏ là nhập giấy nộp tiền, nộp thuế, phạt chậm nộp của tờ khai hoặc nhập giấy nộp tiền, lệ phí. Menu khai thác, tra cứu thông tin, cho phép doanh nghiệp tra cứu lịch sử truy cập, tra cứu thông tin nộp tiền của doanh nghiệp, bảng kê thông tin nộp tiền thuế lệ phí của doanh nghiệp. Trên giao diện website này, cũng có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp để cập nhật bản blockchain mới nhất, hỗ trợ việc ký số giao dịch cũng như tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng để tham khảo. Khi hoàn thành các thao tác, người sử dụng thực hiện đăng xuất để thoát khỏi ứng dụng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn để đăng ký dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử với BIDV trên website của Tổng cục Hải quan. Click vào menu Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ đây là giao diện màn hình đăng ký dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử trên cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7. Trên màn hình này, các bạn có thể thấy có những trường thông tin bị làm mờ và những trường thông tin màu trắng. Những trường thông tin bị làm mờ như tên đăng nhập, đơn vị xuất nhập khẩu, địa chỉ chữ ký số là những thông tin được đồng bộ tự động từ hệ thống VNACCS và chỉ có thể thay đổi trên hệ thống VNACCS. Doanh nghiệp sẽ khai báo bổ sung các thông tin liên quan đến người chịu trách nhiệm phê duyệt giao dịch như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, nguyên quán, email. Trong đó các bạn lưu ý, chương trình cho phép nhập nhiều số điện thoại và email tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng cách click vào dấu cộng để thêm mới. Phần thông tin ở phía dưới màn hình là các thông tin cụ thể liên quan đến ngân hàng và tài khoản doanh nghiệp. Chương trình cho phép doanh nghiệp đăng ký dịch vụ với nhiều số tài khoản khác nhau. Ứng với mỗi tài khoản là một dòng thông tin đăng ký để thực hiện đăng ký với một tài khoản. Các bạn click vào dấu cộng ở dòng thông tin đang để trắng, lựa chọn BIDV là ngân hàng đăng ký dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử, nhập số tài khoản và thực hiện ghi lại để ký số. Chương trình sẽ yêu cầu bạn xác nhận việc đăng ký, sau khi click vào đồng ý, chương trình sẽ yêu cầu thực hiện việc ký số. Các bạn lựa chọn chữ ký số phù hợp đang còn hiệu lực để gửi thông tin đến ngân hàng thông qua hệ thống hải quan. Chương trình vừa thông báo bạn đã thực hiện ký số thành công. Bạn có thể thấy trạng thái của đăng ký là chờ ngân hàng phản hồi. Ngoài ra, có các trạng thái khác như ngân hàng tiếp nhận hoặc ngân hàng đã tạo hồ sơ. Các trạng thái này phản ánh tình trạng đăng ký đã được thực hiện đến đâu. Chờ ngân hàng phản hồi là trạng thái sau khi danh nguyệt hoàn tất thao tác đăng ký trên website của Tổng cục Hải quan. Ngân hàng tiếp nhận là trạng thái sau khi phía ngân hàng nhận được đăng ký Ngân hàng đã tạo hồ sơ là khi ngân hàng đã phê duyệt thành công đăng ký cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn có thể click vào chức năng xem chi tiết để xem thông tin ngân hàng phản hồi về kết quả đăng ký. Sau khi hoàn tất việc đăng ký tại website của Tổng cục Hải quan, tương ứng với trạng thái chờ ngân hàng phản hồi ở trên, doanh nghiệp sẽ hoàn tất biểu mẫu đăng ký và ủy quyền cho BIDV trích nợ tài khoản để nộp thuế hải quan điện tử và gửi đến chi nhánh BIDV để hoàn tất việc đăng ký tại ngân hàng. Trong trường hợp đăng ký bị sai sót các bạn có thể xóa đăng ký theo từng dòng ví dụ chúng tôi đang thực hiện xóa một đăng ký bị sai thông tin chương trình yêu cầu xác nhận lại thao thoát xóa click có để xác nhận chương trình sẽ yêu cầu người sử dụng ký số các bạn lựa chọn chữ ký số phù hợp để xác thực thông tin các bạn cũng có thể lựa chọn xóa toàn bộ các thông tin đăng ký doanh nghiệp cũng có thể thay đổi các thông tin liên quan đến người ủy quyền trích nợ tài khoản sau khi đăng ký Chương trình sẽ yêu cầu ký số đối với từng lần thay đổi và các thông tin này sẽ được đồng bộ tự động về hệ thống ngân hàng để cập nhật cho khách hàng. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn phần hướng dẫn thực hiện giao dịch nộp thuế. Trước hết là nộp thuế, tiền phạt chậm nộp cho tờ khai. Click vào tìm kiếm để tải về các tờ khai còn nợ thuế. Màn hình hiển thị danh sách các tờ khai mà doanh nghiệp đang phát sinh nợ trên hệ thống hải quan. Các bạn cần kiểm tra lại thông tin mã và tên đơn vị đã chính xác hay chưa để đảm bảo dữ liệu nộp thuế không bị sai sót. Các bạn click vào các trang tiếp theo để xem danh sách tờ khai. Mỗi giao dịch nộp thuế chỉ được thực hiện nộp cho một tờ khai. Chương trình cũng cho phép tìm kiếm theo từng tờ khai cụ thể để nộp thuế, để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhanh chóng các khoản nợ thuế cần thanh toán. Trong trường hợp này, bạn nhập thông tin số tờ khai và năm vào ô trống ở phía trên danh sách kết quả tìm kiếm và ấn nút tìm kiếm. Chương trình sẽ trả ra chính xác thông tin tờ khai Click nhập giấy nộp tiền để thực hiện giao dịch nộp thuế. Ở màn hình này, các bạn có thể thấy là hầu hết các thông tin liên quan đến tờ khai đã bị làm mờ và không thể can thiệp chỉnh sửa được, nên sẽ đảm bảo tính chính xác của thông tin nộp thuế. Số tiền nộp thuế hoàn toàn có thể chỉnh sửa được tùy theo nhu cầu nộp tiền của doanh nghiệp. Thực hiện sửa số tiền, click chuyển hải quan để hoàn tất thao tác nộp thuế cho tờ khai. Chương trình sẽ yêu cầu ký số tương tự như phần đăng ký dịch vụ. Ngoài việc xác thực bằng chữ ký số, chương trình sẽ có thêm một lớp bảo mật là xác thực bằng mật khẩu OTP từng lần. Mã OTP được gửi vào email mà doanh nghiệp đã đăng ký trong phần quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ. Để nộp lệ phí cho tờ khai, chúng ta thực hiện chọn menu Nhập giấy nộp tiền lệ phí, lựa chọn chi cục hải quan cần thanh toán khoản nợ lệ phí. Chương trình sẽ hiển thị danh sách các chi cục hải quan để người sử dụng chọn. Ví dụ ở đây, chúng ta lựa chọn nộp lệ phí cho chi cục hải quan cảng nội địa Tiên Sơn. Click tra cứu để tải về dữ liệu các tờ khai còn nợ lệ phí. Chương trình cho phép doanh nghiệp có thể nộp lệ phí cho một tờ khai cụ thể hoặc nộp lệ phí cho nhiều tất cả các tờ khai. Trường hợp nộp lệ phí cho nhiều tờ khai, chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lập một giấy nộp tiền với số tiền là tổng lệ phí của các tờ khai đã chọn. Chúng tôi sẽ thực hiện thao tác nộp lệ phí cho một tờ khai vì thao tác nộp lệ phí cho một tờ khai hoặc nhiều tờ khai là giống nhau. Kiểm tra thông tin và click vào chức năng chuyển hải quan. Chương trình yêu cầu ký số để xác thực và sau đó yêu cầu nhập OTP tương tự như phần nộp thuế. Menu khai thác tra cứu thông tin cho phép vấn tin các thông tin liên quan đến các giao dịch đã được thực hiện trên chương trình nộp thuế hải quan điện tử. Chọn vào phần lịch sử truy cập, nhập từ ngày đến ngày để tra cứu. Chương trình sẽ tải về các thông tin liên quan đến từng lần truy cập và các thao tác của người sử dụng. Để tra cứu kết quả xử lý giao dịch nộp thuế, lệ phí, các bạn sẽ chọn vào menu tra cứu thông tin nộp tiền của doanh nghiệp. Đây là màn hình tra cứu nhập thông tin số tờ khai, năm tờ khai và ấn nút tra cứu. Màn hình sẽ hiển thị chi tiết thông tin về giao dịch như số tờ khai, ngày tờ khai, đơn vị xuất nhập khẩu, loại hình xuất nhập khẩu, loại tiền, nhóm tài khoản và số tiền thuế đã nộp cũng như trạng thái của giao dịch tại thời điểm đó, như trạng thái ngân hàng từ chối hoặc ngân hàng tiếp nhận. Doanh nghiệp cũng có thể click vào chức năng chi tiết để xem thông tin chi tiết cụ thể về giao dịch. Trường hợp cần tra cứu các khoản nộp trong một kỳ nhất định thì doanh nghiệp chọn vào menu bảng kê thông tin nộp tiền thuế lệ phí của doanh nghiệp. Nhập từ ngày đến ngày và thực hiện kết xuất dữ liệu. Chương trình sẽ hỗ trợ kết xuất thành file excel bảng kê các giao dịch doanh nghiệp đã thực hiện nộp trong kỳ. Chức năng hỗ trợ người sử dụng cho phép tải phần mềm plugin để hỗ trợ người sử dụng hoặc tải tài liệu hướng dẫn sử dụng do tổng cục hải quan cung cấp để tham khảo hướng dẫn trong quá trình sử dụng dịch vụ ví dụ để tải plugin bản mới nhất các bạn click vào tải plugin và ấn nút lưu file để download về và chạy phiên bản mới các bạn lưu ý phải tắt toàn bộ trình duyệt đang sử dụng sau khi setup phiên bản plugin mới sau đó thực hiện đăng nhập và thao tác lại giao dịch sau khi hoàn thành giao dịch các bạn thực hiện đăng xuất để thoát khỏi ứng dụng Trên đây là phần hướng dẫn thao tác sử dụng giao dịch nộp thuế hải quan điện tử trên cổng thanh toán điện tử và thông quan 24 trên 7 của cơ quan hải quan.